Và đây chính là cái phương án một bạn gạch xây hay gì bạn xây phương án mặt bằng mà mình vừa chia sẻ cho bạn này. Cái hướng chính của bạn ấy ngôi nhà cũ thì là quay lưng ra đường là cái và đi xóc nách từ đằng sau vào, và nó hơi bị giới hạn bởi vì tổng chiều dài của nó có 17 thôi. Tuy nhiên là sang hướng nhà mới là mình tư vấn cho bạn ấy quay nhà hướng đông. Hướng đông và hướng đông nam thì nó sẽ đón được nắng và gió nhiều hơn, và cũng là cái hướng đẹp của bạn ấy. Và đông và đông nam thì nó đẹp cho tất cả mọi người, bởi vì nó đón được nắng và gió tốt vào ngôi nhà, và nó tránh được những cái xấu. Và bên này chính là con đường thì mình đã thiết kế cho bạn ấy cổng ở cái góc bên trái này, nó cũng là bên thanh long. Và trong ngôi nhà này mình đã phân biệt rõ động tĩnh bên âm bên dương, trước sau trái phải. Và khu vực bếp ở đây mình sẽ thiết kế cho bạn không gian mở, có diện tích khoảng 30 m² và có 3 phòng ngủ, mỗi phòng cả WC khép kín khoảng từ 20 đến 25 m². Và riêng khu vực phòng khách của bạn ấy sau là sẽ như văn phòng chính phủ luôn các bạn nhé. 12 x 7, các bạn nhân giúp mình xem là bao nhiêu ạ? Và cao lên 6 m mới có trần. Đó. Thì cái nhà này sẽ hơi tốn điện đấy ạ, 100 m² trong phòng khách. Và riêng cái hiên của bạn ấy này. Riêng cái hiên của bạn là 4 nhân với 12. Cái hiên là đã được 60 m rồi các bạn ơi. Tất cả cột bốn xung quanh. Cái căn nhà này lên tổng thể thì nó sẽ rất là hoành tráng đây, và nó sẽ là siêu phẩm tại Cẩm Giang. Các bạn hãy chờ đón xem cái phương án thiết kế của mình nhé. Khi hoàn chỉnh bản vẽ mình cũng sẽ chia sẻ lên để các bạn tham khảo. Giờ mời các bạn tham quan mảnh đất một chút nhé. Mình đang ở đúng mảnh đất Cẩm Giang, Hải Dương đây ạ. Và đây sau sẽ là một siêu phẩm. Mình rất hứng thú với cái ngôi nhà này, bởi vì bạn chủ bạn ấy có điều kiện, bạn không giới hạn về tiền bạc. Đó. Và chính là chủ của sản phẩm John House đấy ạ. Đây, ngôi nhà cũ của bạn ấy đang quay lưng ra phía sau nhà. Và cái lưng này của bạn ấy đang là hướng bắc này. Đó. Thì mình đã tư vấn cho bạn ấy xoay hướng ngược lại. Xoay hướng vuông góc và để cái sườn trái sẽ sang phía bên đường này. Và cổng là mình mở sẽ lên trên cùng của cái góc của cái mảnh đất này. Đó. Thì nó sẽ thuận thanh long bạch hổ. Và ngôi nhà của bạn sẽ cực đẹp luôn. Đi cổng xong đến nhà xe, xong đến nhà kho, và đến nhà xe cái cất xe thì lên khu vực bếp luôn. Đó. Và sau hướng chính của ngôi nhà của bạn sẽ là hướng này, chính là hướng đông đấy ạ. Và nam là ở góc này. Chiều sâu đất là 32 m, chiều rộng là 17 m rưỡi. Thì mình thiết kế căn nhà của bạn là 11 m thôi. 11 m nhân với 22 m. Đó. Và chi phí thì bạn dự kiến là đầu tư 3 tỷ, nhưng mình không làm hết 3 tỷ đâu quý vị ạ. Mình chỉ làm căn nhà của bạn 2 tỷ thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video tới đây. Chúc các bạn xây được những cái căn nhà thật đẹp, thật thỏa mãn cái mong muốn của bản thân. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn phong thủy thiết kế nhà đẹp, lại gọi đến mình. Cái mẫu chữ U Nam Gian á, thì mình là một chuyên gia. Bởi mình đã đi thực tế gần 100 ngôi nhà rồi. To bé các kiểu từ 5-600 cho đến 5 tỷ có rồi các bạn nhé. Chứ còn căn này bạn ấy thiết kế 3 tỷ thì cũng chỉ ở mức thung dung thôi ạ. Nhưng quý vị cũng đừng ngại. Nếu quý vị có 700-800 mà yêu thích chữ U Nam Gian thì cũng gọi cho Nguyễn Tất Nhiên để mình lại đưa ra cho các bạn những cái phương án tối ưu nhất trong ngôi nhà của bạn. Xin mến chào quý vị và các bạn ở Hải Dương nhé, Cẩm Giang Hải Dương nhé. Rất hân hạnh là được về thiết kế cho một bạn giám đốc của các bạn nhé. Đây là Trần Quyết Đoán. Nguyễn Quyết Đoán. Nguyễn Quyết Đoán, Trần Dubai và chủ của sản phẩm Zohao. Những cái sản phẩm thiết bị vệ sinh đấy ạ. Các bạn nào có nhu cầu phân phối thì cũng gọi bạn Quyết Đoán nhé. Và đây là cái công trình gọi là xây dựng làm đẹp quê hương của bạn ấy luôn. Thì cũng tiện thể là tham quan. Và cũng xin chào tất cả các anh em ở Cẩm Giang Hải Dương nhé. Đó. Và đây là những cái công trình mà bạn ấy làm. Đầu tiên là cái công trình làm từ thiện về quê hương, về cái công trình đình chùa. Công đức về đình chùa của Cẩm Giang. Và hôm nay thì bạn lại thiết kế một cái căn nhà báo hiếu với bố mẹ, chính là mẫu huyền thoại chữ U Lâm Gian đấy ạ. Các bạn thấy nhà của Cẩm Giang nó đẹp không ạ? Ở đây chính là cái toàn bộ cái công trình này cũng là của bạn Quyết Đoán công đức đấy ạ. Toàn bộ cây cầu để đi vào khu thờ, các bạn thấy có đẹp không? Cảm ơn quý vị và các bạn nhé. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu tư vấn phong thủy thiết kế nhà đẹp thì cũng gọi cho mình để mình lại có dịp quay lại những cái hình ảnh đẹp
của quê hương các bạn cũng như của gia đình các bạn. Xin chúc các bạn xây được những căn nhà thật đẹp, thật sang trọng và thật thành công trong cuộc sống các bạn nhé. Đã là đàn ông thì là chúng ta đều phải có nhiệm vụ giống nhau, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Và khi có điều kiện chúng ta quay về làm đẹp quê hương, làm giàu đẹp cho quê hương, làm đẹp cho bố mẹ, cho gia đình thì là một cái điều rất đáng được trân trọng và ngưỡng mộ các bạn nhé. Các bạn hãy thích video và chia sẻ video để ủng hộ những cái lời hay ý đẹp của mình cũng như là cái quan điểm chia sẻ của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ạ.